Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để dự trữ cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop Quý Mùa chấm cơm để mang, hoặc là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k 19k thôi, anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả bình luận bên dưới để cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn em đã đến shop của mình nha, bye bye anh em. Hello mọi người nha, thì tôi là Quý Một Ngón đây. Hiện nay tôi mới nghĩ vào các bạn troll rất là khấm lọ để tôi troll cái bà bé Hăng Cute nha anh em. Thì anh em biết các bạn troll là như thế nào không? Thì hôm nay là tôi sẽ kêu một nhân gồm với một bồ gồ anh em, nó sẽ hợp tác với tôi. Và tôi với nó anh em sẽ như là đặt camera các kiểu, xong rồi á tôi sẽ kêu thằng nhân gồm anh em vô tỏ tình bé Hăng. Trời ơi, xem phản ứng quả như thế nào nha anh em. Đó, thì để coi có bác đồng ý hay không nha anh em. Đồng ý thì thôi tôi chịu luôn á anh em. Thì bây giờ anh em tôi sẽ vô tôi phòng á, tôi kêu nhân gồm hợp tác với tôi nha. Ok, thì bác gần qua rồi. Thì bây giờ chuẩn bị ấy nha anh em. Thì anh em nhớ like cho tôi nha. Ok, thì bây giờ tôi sẽ vô kêu nhân gồm. Ok anh em ơi, thì đây là cái phòng của tôi nói nha anh em. Đó. Ê trời trời, mày làm gì nhân gồm? Trời ơi, trời tụi mày làm cái gì vậy? Ê, má tao biết rồi tụi mày ha, tụi mày là BD phải không? Quen nhau phải không? Chứ gì? Tao mới vô tao thấy mày nằm vô nhịp đó kìa. Thì hôm nay là tao mới nghĩ là cái màn cho để tao cho cái bà chị gái là Bình Cam Minh đó, hả? Đó, thì bả cần qua rồi. Bây giờ trong 1, 2 tụi bay đó, một thằng nào sẽ làm phụ trách làm mà người tỏ tình. Trời, con Duy tỏ tình hay bị đỉnh luôn. Mày biết khùng á, mày tỏ tình á. Thằng Nhân nhiều gái lắm. Bây giờ ai tỏ tình nè? Thôi vậy tao cho. Giờ làm sao mày, một thằng chim vô, một thằng nói là thằng Nhân gồm á, nó hít mày lâu lắm rồi mà nó không nói đó. Bữa nay không có thằng Quý nên nó mới nói. Rồi thằng Nhân gồm thì vô, bay vô nói là gì đó là bà chịu sao hả? Đó bà chịu sao? Bà chịu thì tao chấp nhận số phận thôi. Ờ mà dễ vậy bà chịu. Bây giờ mày mà tỏ tình chính bả là tao cho mày 50 triệu luôn. Ok chưa? Ok. Chắc chưa? Chắc. Rồi đó, thì bây giờ làm sao? Rồi chuẩn bị tao. Bây giờ tôi sẽ đặt camera và đợi bà qua thôi nha anh em. Ok. A few moments later. Cái gì mà cái đầu mày với đầu cứt như vậy? Thấy làm gì con kìa. Đợi chị sáng giờ đợi chị nhắn tin chưa, nó gước mình chị không nhắn gì cho nghe gì chưa nè nè nghe gì chưa không rồi những em anh đang gì vậy anh đang cứ nói này ngọn gì trời Quý đâu ai biết cái gì đâu, qua tới giờ không quay được, bữa nay nó không quay được cái gì đi, không qua tới giờ luôn hả? Nó không quay được, không thấy không biết luôn. Để gì đâu? Chắc nó chán chị rồi. Chán? Alo. Chắc nó chán chị rồi. Chán chị là đâu chán chị? Nhân. Quen của nó chị cũng dễ mà. Em không biết tính nhân rồi. Tính gì? Dạ. Gì vậy? Bữa nay em dễ thương rồi đó. Dạ. Cái gì đó? Trời ơi, không á, chú làm gì vậy? Gì đâu? Gì vậy? Thôi, không có gì trời. Đi đây ngồi nè, cho đỡ ngồi lên. Làm gì là làm gì? Nói gì tụi bay nói, tụi bay cứ mặt mờ ngoài. Trời ơi, luôn á. Dạ em cũng rứt rứt trong người em, không có nhớ nói. Ai làm gì bất cứ? Em thấy chị quen Quý khó chịu quá à. Tự nhiên khó chịu, em đang có cái khó chịu, đi khùng á. Gì? Gì? Chuyện của mày, mày tự nói đi. Quý khùng. Chị không gầy. Gì trời? Em ướt chát quá à chị. À, nó ướt chát mà, nó ướt chát mà con gấu kìa nè. Đi ra coi. Gớm gì chị nói đi. Quý khùng quá trời. Thì em nói rồi, em thấy Quý quen chị em ướt chát quá à. Chết, nặng, chết hả? Nó giờ nó đi đâu rồi, nó không có thương chị nữa đâu rồi, khỏi thương nó nữa. Khùng quá à. Khùng cái gì, giờ chị điện ra, nó có bắt máy không? Cái gì? Nó đi đâu rồi? Nó không thương con nhỏ nào rồi, em thấy bữa nè. Mẹ đâu, mẹ nó đi với con nhỏ nào kìa. Đi với con nhỏ nào rồi? Chị không tin thì thôi đi. Giờ em giờ đi nhà, nó được.
Không kệ, em thấy chị gì chị như ước chế. Tự nhiên sao kệ nó nói kìa. Thì có gì thì nói đại đi. Thì biết đại đi nó hỏi hoài. Nói vậy vợ. Thì nói ra đi. Thì nói gì chị cũng biết rồi đó. Tự nhiên nói gì chị cũng biết là sao. Nói thì nó nói quỳnh tạc đi. Nó cứ ấp ấp ra. Mấy cái gì mà trả lời. Thôi kìa. Nó từ em hoài, chắc hết chị rồi đó. Em hết chị. Em hết chị từ lúc đó giờ rồi. Em nói. Em thấy giờ Quý nó quen nhỏ mấy nhỏ kia quá trời rồi kìa. Nó quen mấy nhỏ kia quá trời, có hương gì nó đâu, để em hương chị cho. Mày điên quá à. Em muốn thiệt đó. Mày biết khùng cái gì vậy trời ơi. Chị có hôn em không? Chị sao có hôn mày vậy? Chị tự nhiên giờ có tư hôn mày. Chị gì mà lỡ nó hết chị rồi sao? Thì nó hết ai biết đâu, chị biết đâu. Dạ. Bây giờ chị có hôn em là em đi nhảy cầu á là chết một mạng người đó nghe. Chị nghĩ sao vậy trời? Quý bây giờ nó dữ lắm rồi. Trời ơi, bây giờ nó bỏ chị rồi. Chị hôn em đi. Chị khùng á. Em gỡ nó cũng tốt chứ bộ. Nó tốt nhưng mà phải gu chị. Trời ơi. Nó đẹp trai gì mà. Không quá à. Rồi, ba nói gì rồi. 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 Không có Quý đây, chị về nha. Về về. Không có Quý thì có người nhân gọi. Tao đóng mà. Đi ha. Về em nè. Tao đóng mà. Quý nó đi đâu, nó đi với con nhỏ nào rồi. Quý thôi, chị về. Không có Quý thì có nhân gọn nè. Ừ, có nhân gọn nè. Bù đắp cho. Mẹ nó bị gì vậy trời. Thôi chị đi về nha. Thôi kìa. Thôi chị đi điên quá hả. Đi vô đi, đi vô đi. Hồi nãy giờ anh nghe đây hết trơn rồi. Anh không ngờ em là con người như vậy luôn á. Mới quen có 1-2 tháng thôi mà em đi tỏ tình thằng nhân gồm làm sao. Bà em mới nói lời yêu tao luôn á Quý. Sao tao nói yêu mày hả? Sao em làm như vậy mà em coi được đó hả? Má tao không ngờ luôn á trời, con gái con đứa xấu gì là chết rồi. Mới quen 1-2 tháng thôi sao em không nhận nó ra khách sạn cái giường nào đó chứ vắng vắng mà em tỏ tình đó. Nãy giờ nó vô nó rẻ thả hơn khắp tay em đó, nó nói chuyện nó quen. Thì hồi nãy giờ anh núp ở đây nè, anh nghe em nói em tỏ tình đó thì anh phải đừng có vô coi hết sự chuyện nó như thế nào. Ai về đâu, mới quen 1-2 tháng thôi mà em phản bội anh vậy đó hả? Bà nói cho ba yêu tao lâu lắm rồi mà ba không nói á. Đó thấy chưa? Mày hai thằng Duy nè, anh thôi nè, nói thôi ơi. Hồi nãy tao thấy bả gà mình nhân gồm. Đó thấy chưa? Còn gì nữa nói phải không? Có gà nha, nãy chú mới kêu tôi đi quay nó đi. Thôi thôi đi nha. Con gái con đứa mà vậy là xong rồi. Tao không ngờ bả là con người vậy luôn. Ừ sao kỳ vậy trời. Con người gì mà kỳ. Mới quay có 1-2 bữa thôi. Thôi giờ kêu chắc kêu Bình ấy rồi quá à. Thì gọi Bình đi, quay nhau không tin tưởng nhau. Tin tưởng gì anh nghe nè, anh nghe nãy giờ nói là nãy giờ em tỏ tình thằng nhân gồm nè. Thích lâu rồi mà không nói. Nghĩ sao em tỏ tình nó vậy? Con gái con đứa lắm, vì vậy mà ai cứ mày. Ừ em còn nắm tay nữa. Mày thua. Mặt tao đóng rồi bây giờ đó nha. Em còn nắm tay nữa mày. Tao ngồi đây tao chứng kiến hết nè, mày gã mày nhân gồm. Kêu nó hả là đưa tay. Kêu đâu kêu, hồi nãy nó em cua nó không chịu nè. Trời ơi trời, con gái như người sao mà mày quen được nữa Quý ơi, mày chia tay đi. Anh chỉ giả bộ nói thôi mà em làm cái gì đó. Anh đi nguyên một năm chắc gờ xong mua cưới luôn á chứ còn gì nữa. Nhân gồm nó đuổi về luôn á. Đuổi. Tao đuổi về đó, ra gặp mày đó. Cái gì vậy? Sao khóc vậy? Sao khóc vậy? Vậy nha. Anh cho anh em nó không nội ơi. Em. Thôi mà. Có gì đâu. Anh. Kìa. Anh nhìn nó ơi. Anh nhận quay mà. Ờ gì đâu. Để kêu nhân gồm đồng ý ha. Chú Hải mặc chú Cúc đi. Nói vậy. Ờ nó chứ à. Ờ lại đây cho. Lại đây con. Lại đây. Rồi vậy cho mọi người coi. Đây là dễ mà. Đây là vé mà đầy cá rồi ngắt lòng người rồi anh em ơi. Hả à, có gì đâu, chỉ cho anh mà có gì đâu. Camera kìa. Camera kìa. Thôi mà đi ngốc mà trời.
quê anh em ơi. Thôi giờ đấy mình đến đây kết thúc cho anh em, bye bye anh em nha.